thức dậy. Hay gọi em đi cà phê à? Ờ, tính nhắn tin, tính ngủ đi cà phê nó hơi sướng không? Bà nào cái con ấy Huy thấy thấy mặt anh. Ngon ha, ngọt nước ha. Ngon hả? Nói em á. Đủ nghĩ cái thằng học sinh kỳ á. Học sinh chứ nó cũng lớn tuổi rồi mà. Anh bố 25 gì không? Bố 23, 4 gì? Rồi anh làm tháng 35 triệu. Em không có kết bạn với nó. Em nó kết bạn chi? Chí Thanh nè, Chí Thanh là nó có nhắn tin lâu lâu, có nhắn, nó có nhắn. Không nghe chỗ nào? Cái môi. Môi hả? Vậy là bữa nay anh được quỳ chân dưới chân em rồi. Chiếc Thanh còn lâu lâu nó nhắn tin còn lúc trước còn Chiếc Thanh này em thấy là em biết đội nó có đen là em xóa bỏ đó, nhiều khi em xóa bỏ có đội nó có đen là có cái tên Chiếc Thanh thì có. Xong cái đường nhỏ nó đi học, nhỏ bạn học cùng lớp nữa,
Cái bữa đó em nhậu có nhà chung với mấy người gì? Nhậu chung. Nhậu nào? Nhậu cái đợt đi đám anh bên Hạ. Xong kéo qua nhà Trinh nhậu chung với mấy này nè. Mà nói chuyện lịch sử lắm. Trinh à? Trinh Sánh á. Đâu nhậu bên Hạ? Ờ. Em mà nói chuyện lịch sử lắm. Nhậu nó không nói gì chứ. Nhậu nó ngồi vậy không, nó đi đâu có về, đâu có thấy đường về. Nó nói nhậu cái mà lâu lâu nó mời chị vậy thôi chứ hả, không có chuyện. Để em nói chuyện với ông già Khánh á, với bà già nó, với em Khánh nói chuyện thôi. Chứ mấy đứa này lâu lâu mời chị vậy thôi, nói nó cười cười à. Vậy ấy kêu nó dạ, nói chuyện lịch sử.